trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường. Vâng, em xin chào bác. Hôm nay tiếp tục là các bác thợ nhà em là đang gia công cái bộ mặt bàn này. Đấy, mặt bàn theo cạnh. Đấy, thì bác thợ là đang trực tiếp là bào mặt ở đây. Có vẻ là rất dày luôn các bạn. Thì hôm các bạn video trước thì các bác cũng thấy được cái quy trình mà các bác thợ gia công là làm cái mặt trên rồi. Đấy, thì bây giờ là lật lại để làm cái mặt dưới này các bác. Đấy, các bác để ý xem là dòng vân của thằng này nó hiện rõ lên này. Đấy, vân của nó hiện đỏ này, rất đẹp phải không ạ? Đấy. Đấy, các bác nhìn này, vân của thằng này nó bắt đầu nổi lên nhìn. Đấy, rất đẹp luôn. Ôi các bác này, đây để tạo ra những hình dáng mà đẹp tuyệt vời thế này á, thì bác thợ là còn phải là để ý chi tiết nhỏ nhất đến cái cạnh này, để có những nét và cái gọi là tự nhiên và đẹp thế này các bạn. Đấy thì từng bước là em sẽ quay từng đoạn video để ghi lại những quá trình hoàn thiện các bộ mặt bàn tương tự như thế này hay là các sản phẩm khác. Đấy thì các bác cũng có thể là đón xem các video mới nhất. Đấy, nếu các bác nào chưa đăng ký kênh giúp em một đăng ký kênh, và sau đấy thì có những video mới nhất em sẽ kiểu hay là sẻ những siêu phẩm tuyệt vời nhất thì em sẽ thông báo lên YouTube, thì các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ nhận được cái video mới nhất từ bên em nha, cũng như nhận được cái siêu phẩm tuyệt vời nhất nha các bác nha. Vâng, tiếp tục là em Đức, là hôm nay em Đức sẽ là kiểu chia sẻ các bác một bộ mặt bàn kiểu chơi lúa phe cạnh đấy không? Thì cái video bác Cường nhà em gia công cũng như là làm cái bộ mặt bàn này đấy em có ghi lại. Đấy thì các bác đã xem ở phần trước rồi. Đấy. Đấy thì em để ý là ở đây là cái bác thợ là sử dụng phay và có những kiểu đường cong đấy, kiểu ở sóng nước ấy các bác. Đấy, rất đẹp. Và bên trên này rất dày luôn các bác. Đấy, một mặt bàn rất đỉnh luôn. Và cái mặt dưới thì hôm rồi là em có quay và cho các bác cùng tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng cái bộ sản phẩm của bác khách. Đấy, cực kỳ rất đẹp luôn. Đấy, nếu các bác yêu thích thì cũng có thể là tìm và lựa chọn làm sao những bộ phản chiếu ngựa tốt nhất các bác nhé. Đấy, thì cái bộ này là bác thợ nhà em là tẩy vừa kiểu đánh phay hết rồi. Phay là kiểu là cho có những đường nét cong rền và những đường uốn éo đấy để tạo cho cái phong thái của cái bộ mặt bàn này đẹp đấy. Đấy, nếu các bác yêu thích các bộ sản phẩm mặt bàn phe cạnh đấy thì các bác cũng có thể là comment bên dưới. Đấy, thì cái bộ này em đảm bảo các bác mà mang về kiểu ngồi ở hay là bữa cơm trong gia đình thôi, ngồi quây quần bên nhau là bên bộ mặt bàn này thì quá đỉnh luôn. Đấy thì các bác cũng có thể là lựa chọn để làm sao là mình ưng ý tìm ra những sản phẩm tuyệt vời nhất. Đấy, đấy thì em sẽ thường xuyên tiếp tục là cập nhật những video mới nhất. Đấy thì các bác cũng có thể là xem các video và cái quá trình mà hoàn thiện cái bộ mặt bàn này các bác nhé. Đấy, hoặc là các bác cũng có thể là nếu các bác nào chưa đăng ký kênh thì cũng có thể là giúp em đăng ký kênh, và sau đấy thì khi em xẻ những em khủng long hay là những xẻ ra những cây kiểu siêu phẩm thì các bác sẽ nhận được những video mới nhất từ bên em nhá. Đấy, thì em cũng cảm ơn các bác rất nhiều, thì em xin phép kết thúc ở video ở đây và em sẽ thường xuyên cập nhật những video mới nhất để chia sẻ với các bác nhá. Em chào các bác nhá.